Trọng Hiếu và Phi Hùng xin kính chào quý khán giả, quý nhà vườn đang đến với chương trình Hỏi Đáp Canh Tác trên kênh An Phát Nông. Kính thưa quý anh chú thân mến, thời tiết giai đoạn hiện tại là một trong những cái giai đoạn nó khó khăn cho việc canh tác của quý anh chú chúng ta, thì làm cho cây trồng của chúng ta nó bị quá nhiệt. Do đó là khi mà nó quá nhiệt thì làm rối loạn cái quá trình sinh trưởng ở bên trong cây, dẫn đến là cây trồng của chúng ta nó xảy ra rất là nhiều những cái biểu hiện, chẳng hạn như là trái lá mùa khô, chẳng hạn như là rụng lá cội. Rồi giai đoạn nào mà cây sầu riêng của mình mang trái thì nó lại có thêm cái biểu hiện là cái trái của chúng ta nó lớn bị chậm, hay là anh chú mình gọi là chạy trái chậm. Thì ngày hôm nay anh em đã tổng hợp được 6 câu hỏi và sẽ ngồi lại để giải đáp cho anh chú chúng ta những cái câu hỏi liên quan đến cái việc mà cái trái sầu riêng của chúng ta nó lớn chậm trong cái tiết nóng. Thì mở màn chương trình ngày hôm nay thì Trọng Hiếu xin được phép tư vấn cho một vị khán giả đầu tiên ha bà con ha. Và câu hỏi số 1 có nội dung như thế này. Chào kỹ sư, cho hỏi là trong vườn sầu riêng trái 20 ngày nó có rụng một số cây, còn những cây còn lại thì bình thường. Mình có làm theo quy trình của ABN, mình đã xử lý cho chống sốc dưới gốc 2 ngày nó vẫn rụng, như vậy thì có lý do gì nữa hay không? Và quý anh quý chú thân mến, nói về cái trái của chúng ta nó bị rụng thì có rất là nhiều nguyên nhân. Thì khi mà anh chú chúng ta tác động đúng cái nguyên nhân đó thì mình mới có thể quản lý được cái chuyện mà cái trái của chúng ta nó có rụng hay không. Thì đầu tiên, một cái chuyện mà anh chú chúng ta phải quan tâm đầu tiên đó chính là cái phần đọt của mình trong giai đoạn này nó có đi hay không. Tại vì nhiều khi anh chú mình thấy là cái đọt nó chưa có loe ra nhưng mà nó đã sáng cái mũi giáo lên rồi, thì khi đó những cái chất đột và sinh trưởng ở bên trong cây nó đã có sự thay đổi và những cái dinh dưỡng nó đã huy động lên trên để mà nó nuôi cái đọt. Thì khi đó anh chú chúng ta bắt buộc phải có một cái cử chặn đọt để mình đảm bảo là cái dinh dưỡng của chúng ta nó không có bị cạnh tranh. Cái thứ nhất, cái thứ hai là anh chú mình xem lại coi là trên vườn của chúng ta cái lượng nước tưới của mình như thế nào. Và đặc biệt là trong cái giai đoạn nắng nóng này mà mình tưới không đủ nước cho cây sầu riêng thì chắc chắn nó sẽ rụng. Tại vì không đủ nước thì cái lá nó còn nuôi không nổi nữa, sao mà nó nuôi được cái trái của chúng ta. Do đó là lưu ý mình phải tưới cho nó đủ nước. Và thường nhắc cho anh chú chúng ta luôn, đó chính là mình tưới nước thì mình phải tưới nước ưu tiên buổi sáng. Còn sau 4 giờ rưỡi thì mình muốn tưới thì mình chỉ tưới phun sương lên trên lá thôi, mình không có tưới dưới rễ. Nguyên nhân tại sao thì anh em đã chia sẻ rất là nhiều lần rồi hả bà con ha. Và đó là cái nguyên nhân thứ hai về cái lượng nước tưới. Và cái nguyên nhân thứ ba là anh chú chúng ta phải lưu ý tới những cái chế phẩm mà mình phun xịt ở trên vườn. Thì ở đây anh nói là anh đã có xử lý chống sốc ở bên dưới gốc rồi mà nó vẫn còn rụng. Thì thông thường để mà có một cái giải pháp chống sốc chống rụng trong giai đoạn này đó, thì anh em thường khuyến cáo cho anh chú chúng ta là phải tác động ở bên dưới và ở bên trên thì nó mới đồng bộ được. Trước đó thì chúng ta có cái bộ ba chống rụng bao gồm là cái Maybe, cái Carbofort và cái Nutri trong cái giai đoạn nuôi trái này. Bên cạnh đó thì ở bên dưới chúng ta kết hợp, chúng ta tưới thêm cái Supercat, mình hai gói 100g, chúng ta pha ra 200 lít nước rồi chúng ta tưới cho khoảng 12 gốc. Thì đó là cái sự kết hợp giữa trên và ở dưới. Thì em thấy anh chia sẻ ở đây là mình chỉ tưới gốc thôi thì chắc có lẽ là mình chưa có đủ những cái giải pháp, có nghĩa là mình chỉ chống sốc thôi, mình không có bổ sung những cái hàm lượng dinh dưỡng như là canxi ở bên trên, rồi mình không đưa thêm dinh dưỡng thì cái trái của chúng ta sẽ có xu hướng bị rụng. Do đó là giai đoạn hiện tại thì khuyến cáo anh là nên tác động thêm một cái cử phun ở bên trên trái, thân cành và mặt dưới lá, đó chính là Maybe, Carbofort và Nutriactive Tây Ban Nha. Rồi mình giống như hồi nãy Trọng Hiếu chia sẻ, quản lý đọt rồi đi nước cho đầy đủ thì coi như là cái vườn của chúng ta nó sẽ trở lại cái mức cân bằng. Và tiếp tục xin mời Phi Hùng sẽ giải đáp câu hỏi thứ hai. Cảm ơn anh Hiếu. Thì Phi Hùng cũng xin bổ sung một cái ý mà có lẽ nhà vườn mình hay bỏ qua, nhưng mà nó cũng góp phần về cái việc mà khống chế số lượng trái trên cành anh Hiếu. Là về cái việc mình phải tuyển trái. Tại vì ở giai đoạn này nếu mà trái mình 20 ngày mà nhà vườn để nhiều so với mặt bằng chung, đặc biệt là nhiều so với sức cây á, thì nhà vườn sẽ thấy là nó thải kèm theo cái vấn đề về thời tiết, nó thải rất là nhiều. Và đặc biệt một số nhà vườn quan sát giúp Phi Hùng là nhìn ở dưới gốc coi giai đoạn này trái nó thải là trái tròn hay bắt đầu là trái nó méo. Nếu mà trong giai đoạn này 20 ngày mà trái mình nó thải bằng trái méo thì đây là một trong những dấu hiệu đang cây đang đào thải sinh lý, là những cá thể yếu bắt buộc phải loại bỏ khỏi cái cây này. Mà đối với tình trạng mà nếu nó đang thải những cái trái tròn á, thì nhà vườn lưu ý giúp Phi Hùng là thực hiện những cái thao tác mà anh Hiếu đã chia sẻ. Thì sang câu hỏi thứ hai, làm sao để biết sầu riêng dứt nhụy của mình đang chạy trái tốt
nếu mà trái chạy chậm thì có ảnh hưởng gì hay không. Thì chào nhà vườn, thì Vi Hùng cũng xin chia sẻ tới nhà vườn một số cái biểu hiện sơ bộ về khi mà mình dứt nhị xong, mình biết trái sầu riêng mình nó đang bước vào cái giai đoạn chạy trái non có tốt hay không. Về khi mà mình quan sát trên vườn á bà con, thì lưu ý giúp Vi Hùng về tốc độ tăng trưởng của trái non là mỗi ngày mỗi khác. Có nghĩa là khi mà bà con mình đã dứt nhị xong rồi, 2-3 ngày là bắt đầu những cái trái sầu riêng non của mình nó phải tượng gai lên là thứ nhất. Thứ hai là đuôi chuột nó bắt đầu nó di chuyển, nó trái vào. Và một cái yếu tố mà Vi Hùng thấy bà con mình hay truyền tai với nhau là về cái góc độ của cái trái sầu riêng non. Có nghĩa là khi mà mình nhìn cái chùm sầu riêng như nè, nếu mà nó đang ở một cái độ cong nhẹ vừa phải thì chứng tỏ rằng một điều là các cái dòng dinh dưỡng và cũng như các cái dưỡng chất nó đang vận chuyển vào cái trái non sầu riêng của mình. Thì lúc đó bà con mình thấy là trái mình nó lớn mau nè, nó tượng gai xanh và nó trái đuôi chuột ổn. Và một cái vị trí mà Phi Hùng muốn bà con mình phải quan sát xíu đó là cái vị trí tầng gời. Tại vì giai đoạn này nếu mà dinh dưỡng đã vận chuyển qua thì các đối tượng nấm bệnh và vi khuẩn nó rất thích vị trí này. Tại vì nếu mà bà con mình để ý một số nhà vườn mà có tưới nước ban đêm thì ngay chỗ vị trí tầng gời thường nó sẽ bị trương nước, nó dư nước. Đúng. Xong rồi nó tạo những cái kẽ hở, thì lúc này những con vi khuẩn nè, những con nấm nó rất là thích. Nên bà con mình thấy khi mà cái vị trí tầng gời của mình có những cái đốm vàng ở trên và ở dưới thì bà con giúp Phi Hùng là dùng những cái chế phẩm mà phun diệt khuẩn nè, diệt nấm mình tích hợp vào, mình phun một cử để cho đảm bảo được rằng là cái dòng dinh dưỡng được di chuyển liên tục, không có tình trạng là bị ăn cắp bởi những con vi khuẩn và những con nấm. Bên cạnh đó, nếu mà trái mình chạy chậm thì có ảnh hưởng gì hay không? Thật sự khi mà nói với cái vấn đề chạy trái bà con, thì Phi Hùng luôn có một cái câu mà hơi tâm huyết xíu là tránh đem dài lắm mộng. Giai đoạn này bà con mình phải hỗ trợ quá trình cho trái nó chạy mau nè. Khi mà trái chạy chậm thì cái việc đào thải rất là cao. Tại vì giai đoạn này chứng tỏ một điều là cái dòng dinh dưỡng trong cái cây sầu riêng của mình nó không có vận chuyển được. Thứ hai là chắc ăn nó đang bị rối loạn sinh lý. Tại vì theo đúng đàng hoàng là tầm khoảng 3-4 ngày sau khi dứt nhụy xong thì bắt buộc trái sầu riêng non mình, nếu mà cây khỏe, cây tốt, đủ cơ đọt, thì lúc đó anh Hiếu thấy là cái trái non của mình tượng gai rất là mau. Đó là một trong những cái dấu hiệu. Và khi bà con mình thấy trái chạy chậm, chứng tỏ là sức khỏe cây mình đang có vấn đề về bộ rễ nè, về cái khâu mà quang hợp. Và đặc biệt nha, một cái nữa mà Vi Hùng cần lưu tâm, khi mà trong vườn mình xảy ra cái việc là trái sầu riêng đang chạy chậm rồi, cái khách khắc phục bà con mình phải nhớ giúp Phi Hùng là thông qua những cái phun qua lá. Tại vì khi bà con mình xác định được là bị rối loạn sinh lý nè, xong rồi bị vận chuyển dinh dưỡng không tốt, thì cái con đường vận chuyển nhanh nhất và cũng như tăng tốc độ chạy trái là thông qua những cái cử phun qua bề mặt lá của mình. Thì lúc đó bà con mình sẽ ổn định số lượng trái. Và sẵn đây thì Vi Hùng cũng xin nhắc nhở lại bà con mình cái công thức mà khi mà mình phun để tăng tốc độ chạy trái và cũng như thắt chặt tầng gời mà bên công ty An Phát Nông gửi tới bà con mình là Maybe Carbofort và cái Nuti Active Tây Ban Nha. Bà con phun dùm Vi Hùng trái non và cũng như mặt dưới lá. Chúc bà con có một củ trái chạy rất là đẹp. Rồi, cảm ơn Vi Hùng rất là nhiều. Bà con thân mến, tiếp tục Trọng Hiếu sẽ tư vấn cho câu hỏi số 3. Liên quan tới cái vấn đề là trái sầu riêng của chúng ta nó cũng bị rụng luôn ha bà con ha. Là dứt nhị xong thì sầu riêng rụng quay diêm quá nhiều thì phải xử lý như thế nào về chương trình? Thì đầu tiên trong cái giai đoạn mà chúng ta thấy là nó vừa dứt nhụy á, thì nó sẽ có một cái đợt rụng, bà con mình gọi là rụng sinh lý. Thì như phần trước Phi Hùng mới vừa chia sẻ xong đó, là nếu như mà cái vườn của chúng ta giai đoạn trước mà nó coi như là cái sức khỏe mình kiến thiết cái bộ lá không có đủ, không có đủ cái hàm lượng dinh dưỡng đường bột đưa xuống để mình nuôi cái trái, thì giai đoạn này chắc chắn nó sẽ đào thải. Và anh chú mình nhìn coi là ở bên trên vườn của mình là cái lượng trái nó rụng nhiều, nhưng mà theo như anh chú mình nhiều là bao nhiêu nữa. Tại vì thường thường là chúng ta thấy là mình để nhiều trái quá ở trên cái vườn của chúng ta thì mình cũng phải có một cái thao tác là mình tuyển trái, mình loại bỏ bớt cho nó nhẹ cái cây. Còn anh chú mình cứ để chùm ở trên cái vườn của mình thì một phần là nó ăn cái dinh dưỡng của mình, một phần là tới chừng nó rụng là mình không có biết nó rụng cái trái nào. Do đó là phải chủ động mình tỉa những cái trái nào mà mình cảm thấy nó không có tốt ở trên vườn đó, và mình chừa lại cái số trái nó vừa. Tại vì Trọng Hiếu thấy trong giai đoạn hiện tại nha, có rất nhiều những cái vườn sầu riêng của anh chú mình là cái bộ lá rất là yếu. Mà bộ lá yếu mà liên hệ về cho anh em bên biên tập là bây giờ bộ lá yếu quá thì mình phải làm sao cho cái trái nó giữ được. Thì chỉ có một cách thôi. Một á, là mình phải giảm bớt cái nặng của nó, là bằng cách là mình chủ động mình tỉa bớt cái lượng trái đó. Nếu không thì nó sẽ tự đào thải. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là mình phải bổ sung những cái giải pháp giúp cho nó, cái bộ máy quang hợp bây giờ nó ít rồi thì nó phải hoạt động, tăng cái công sức của nó lên. Thì ở đây đối với cái vườn rụng quay diêm của mình á, trong cái thời điểm này thì Trọng Hiếu cũng chia sẻ rồi, một là nó bị sốc nhiệt, hai là lượng nước, và thứ ba là nó sẽ rụng sinh lý. Thì
cho chắc đối với cái vườn của anh chú mình trong giai đoạn này. Nếu như mà mình thấy nó rụng quá nhiều thì chúng ta áp dụng cái bộ ba quen thuộc. Thứ nhất là cái Maybe, thứ hai Carbofort, và cái thứ ba trong giai đoạn này thì có thể cộng cái Nutriactive Tây Ban Nha. Và mình biết là trong cái giai đoạn này cây đang sốc, cây đang không có tối ưu được cái lượng nước khi mà mình lấy ở bên dưới rễ lên, thì chúng ta sử dụng cái Supercat mình tưới ở bên dưới rễ, thì hai gói pha cho 200 lít nước, pha tưới khoảng 12 cây ha. Thì bà con chúng ta thấy là nếu như giống như Trọng Hiếu nói là trên vườn của anh hiện tại đó, cái số lá nó ít quá thì chịu khó tác động thêm dùm cho Trọng Hiếu ở bên ngoài lá một cái kẽm, tại vì kẽm là một trong những cái chế phẩm nó giúp cho cái lá của chúng ta nó xanh, nó dày, và khi đó thì cái tốc độ quang hợp của nó sẽ được nâng cao lên, thì nó sẽ bù vô trong cái lượng lá mà anh chú chúng ta bị thiếu ở trên vườn, thì sẽ giúp cho cái trái của chúng ta sẽ giữ được tốt hơn. Và nhắc nhớ anh chú mình ha, nếu như giai đoạn này thấy trên vườn của chúng ta trái quá nhiều thì chủ động lập bỏ đi, để cho cây nó bớt sử dụng cái dinh dưỡng thì nó bớt bị suy trong giai đoạn này, chứ không có gì hết ha bà con ha. Kế tiếp là câu hỏi của nhà vườn, tưới Supercat mấy cử thì có hiệu quả cao trong cái việc chống sốc nhiệt cho cây và cũng như liều lượng như thế nào? Thì đối với cái vụ sầu riêng năm nay á bà con, đặc biệt là vụ thuận khi mà rơi vào cái khoảng thời tiết nó quá trời nắng cao, thì bên anh em biên tập gửi tới bà con mình một cái góc để khai thác một cái sản phẩm Supercat mới đối với cây sầu riêng. Và bà con mình rất là quan tâm về cái vấn đề là khi tưới dưới gốc thì hiệu quả như thế nào, và cũng như là mấy ngày thì nó hiệu quả, tại vì giai đoạn này rụng nhiều quá rồi mà tưới thấy 2-3 ngày sao nó không có đứng lại, thì lúc đó bà con mình rất là lo sợ dẫn đến những cái thao tác kế tiếp nó sẽ cập rập. Thì hôm nay Phi Hùng cũng xin chia sẻ tới bà con mình về cái vấn đề khi mà mình ứng dụng cái gói Supercat ở hai thời điểm. Một là thời điểm mình chủ động được, có nghĩa là vườn mình chưa xảy ra bất cứ hiện tượng rụng nào. Hai là vào cái thời điểm mà nó đang có hiện tượng rụng mà bà con chưa tác động Supercat ở dưới gốc. Thì đối với cái cử đầu tiên bà con, nếu mà trong bối cảnh thời tiết nắng nóng mà cái vườn của mình đang ở cái thời điểm là dứt nhị xong, thì bà con cứ tưới giúp Phi Hùng một cử cho nó an toàn. Tại vì mình biết thế nào trong cái quá trình sắp tới vườn của mình sẽ bị vấn đề sốc nhiệt thì thôi. Ngay từ đầu bà con mình ngừa giúp Phi Hùng bằng hai gói Supercat, mình hòa vào 200 lít nước. Lúc đó mình tưới 10 tới 12 gốc để mình phòng trước cái hiện tượng là cái cây sầu riêng của mình nó bị sốc nhiệt. Và một cái vấn đề mà Phi Hùng muốn chia sẻ tới bà con mình về cái việc mình ứng dụng Supercat khi mà mình đưa vào vùng rễ của cây trồng. Khi mà bà con ở khu vực miền Đông Tây Nguyên á, thấy cái vị trí mà tiếp xúc nhiều với ánh nắng nhất và cũng như là có một cái vai trò nó tiên quyết nhất là cái vùng rễ. Đặc biệt bà con mình quan sát đi, trên bề mặt của cây sầu riêng mình toàn bộ là những cái rễ cám, mà những rễ cám này là hấp thu nước nè, hấp thu dinh dưỡng, mà khi nhiệt độ nó quá nắng rồi thì đâu đó nó sẽ bị tổn thương và cũng như nó làm ảnh hưởng, nó sẽ giảm hoạt động và cũng như nó hạn chế hấp thu dinh dưỡng kèm theo nước. Thì cái gói Supercat này khi đưa vào dưới vùng rễ cây sầu riêng, thứ nhất là giải quyết được cái vấn đề stress nó đang bị diễn ra hàng ngày. Nếu mà con mình thấy là cái việc nắng nóng này diễn ra 1 tới 2 ngày thì trái sầu riêng mình lớn bình thường, nhưng mà đâu đó nó diễn ra hàng ngày và kéo dài trong khoảng thời gian 10 tới 15 ngày thì lúc đó cái vùng rễ cây sầu riêng nó đang rất là yếu và cũng như là gì, nó bị stress, không thể hấp thu chất dinh dưỡng được. Và yếu tố thứ hai là gì, khi mình đưa cái gói Supercat này vào ở dưới vùng rễ sẽ hỗ trợ kích thích sự hoạt động lại của những cái rễ cám. Tại vì nắng nóng quá nó làm biến hoạt động, thì mình đưa vào nó hết stress rồi, nó ổn định lại thì nó hoạt động, tăng hấp thu nước, tăng hấp thu dưỡng chất. Lúc đó bà con mình sẽ thấy trái mình ổn định, tránh cái tình trạng rụng giặt. Và một cái trường hợp thứ hai, trường hợp này có lẽ là bà con mình gặp nhiều nè, là bây giờ vườn mình chưa ứng dụng Supercat, đang rụng quá trời, chưa biết tới sản phẩm Supercat, mà bây giờ xem được những video mà Phi Hùng chia sẻ thì bà con mình hỏi tưới liền được hay không. Là xin thưa, đối với những trường hợp mà khẩn cấp luôn, bà con ứng dụng dùm Phi Hùng Supercat tưới gốc được, nhưng mà cái thời điểm tưới bà con nhớ tưới dùm ban ngày giúp Phi Hùng là tầm khoảng từ 6 giờ sáng tới 10 giờ rưỡi trưa đổ lại thôi. Tại vì một số bà con mình nóng ruột quá, xem thấy sao nó ứng dụng hay quá, xong rồi xách đèn tưới ban đêm luôn anh Hiếu. Một số bà con mình chia sẻ lại thì khi mình tưới ban đêm là mình đang đi ngược lại với sinh lý cây sầu riêng, tại vì ban đêm khí hỏng nó đóng nên khi bà con tưới thì cái việc hấp thu nước nó vẫn diễn ra, nhưng mà không có chỗ thoát hơi nước, dẫn đến trương nước trong tế bào thì lúc đó sẽ rụng. Thì mong rằng cái sản phẩm Supercat sẽ giúp cho bà con mình hỗ trợ cây sầu riêng vượt qua được cái thời tiết nắng nóng cao điểm như mùa này. Rồi bà con thân mến, như vậy là chúng ta đã có được những cái thông tin về chế phẩm Supercat cũng như là cái cách để mà anh chú chúng ta ứng dụng làm sao cho nó hiệu quả nhất. Tiếp tục Trọng Hiếu sẽ trả lời câu hỏi số 5. Nắng nóng đi đọt chậm, khi chặn đọt thì mình có thể giảm liều lại để bớt cháy lá, rụng đọt hay là không? Tại sao kỹ sư khuyến khích là kích đọt thì mình cộng Supercat mà tới chừng chặn đọt thì cũng cộng luôn Supercat, vậy là sao? Bà con thân mến, ở đây chúng ta sẽ có hai vế. Cái thứ nhất á, là anh chú mình nói là trong cái giai đoạn nắng nóng
đợt đi chậm thì chúng ta có thể giảm liều để cho nó bớt cháy lá rụng lá hay không? Thì đối với cái tình trạng mà chúng ta chặn đọt cháy lá rụng lá thì đó là do anh chú chúng ta lựa chọn những cái chế phẩm mà chúng ta phun xịt nó chưa có đúng. Mình sử dụng những cái dòng kali cao mà nó không phải là kali hữu hiệu đó, thì đưa lên trên cái đọt của chúng ta thì xảy ra cái tình trạng nó bị cháy lá rất là nhiều, và thêm cái nữa là nó bị rụng cái phần lá đọt. Thì lưu ý, anh chú chúng ta hay có cái xu hướng mà mình chặn đọt không kịp, cái mình sử dụng cái Etifong đó, mình coi như là mình đốt đọt. Thì đây là một cái giải pháp mà anh em nhắc hoài luôn, là chúng ta không khuyến khích sử dụng trên vườn sầu riêng của mình. Tại vì anh chú chúng ta biết là khi mà mình đốt đọt đột ngột vậy đó, là cái cây của chúng ta nó thiếu lá, nó rụng lá, thì về sau nó càng đi đọt càng dữ hơn nữa, và tới khi nó đi đọt thì chúng ta chặn không có được. Là lưu ý cho anh chú chúng ta về cái thao tác này. Và anh chú mình hỏi là vậy thì chúng ta giảm cái liều lượng xuống để mà chặn đọt được hay không? Và nếu như cái vườn của anh mà cái đọt nó đi không có mạnh thì hoàn toàn chúng ta có thể giảm xuống, kể cả là chúng ta không chặn đọt mà chúng ta áp dụng cái giải pháp để chúng ta dìu, nếu như cái vườn của mình lá đã mở thì nó hoàn toàn được. Và cái vế thứ hai là anh hỏi tại sao khuyến cáo kích đọt sử dụng Supercat mà chặn đọt cũng sử dụng Supercat. Thì Trọng Hiếu thấy hai cái vế này nó tách biệt nhưng mà nó lại có cái sự liên kết với nhau. Thì anh nói là điều kiện nắng nóng. Thì trong cái giai đoạn này đó, chúng ta biết là mình áp dụng những cái giải pháp chặn đọt thì đa phần là nó sẽ là những cái ức chế, chất ức chế. Thì khi đó mình tác động lên trên cái phần đọt của chúng ta, một phần mình ức chế cái phần đọt thì một phần còn lại nó cũng di chuyển xuống, nó ảnh hưởng tới cái bộ lá già của mình. Thì mình biết là cái bộ lá già là một trong những cái bộ lá mà nó chịu cái trách nhiệm quan trọng để mà nó cung cấp cái dinh dưỡng đường bột cho mình. Trong giai đoạn này chúng ta áp dụng liên tục những cái giải pháp chặn đọt mà mình đưa xuống thì đâu đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái bộ lá của chúng ta, làm cho cái bộ lá trong cái điều kiện nắng nóng này thì nó sẽ có cái xu hướng là nó rụng lá cội. Do đó là trong cái giải pháp chặn đọt đó thì anh em đưa vô một chút xíu Supercat, giống như là anh chú chúng ta uống dừa mà mình muốn cho nó ngọt mình lại để muối, có nghĩa là mình dặn lại chút xíu, là mình kéo lại, coi như là cái cây trồng đang nắng nóng quá nhưng mà chúng ta lại muốn chặn đọt nữa thì mình đưa Supercat vô, coi như là một cái chất đệm để giúp cho cái việc chặn đọt của chúng ta nó không ảnh hưởng tới cái bộ lá ở bên dưới. Thì khi đó cái vườn sầu riêng của chúng ta nó sẽ phát triển ổn định. Còn trong cái thời điểm mà nó kích đọt là quá đúng rồi, tại vì trong giai đoạn đó chúng ta tác động cái liều lượng để mà chúng ta kích đọt thì cái cây đồng của chúng ta sẽ ra đọt một cách tốt và nó theo đúng như cái guồng mà anh chú chúng ta mong muốn. Thì đó là cái chia sẻ của Trọng Hiếu để cho anh chú chúng ta không có lăng tăng về những cái giải pháp này. Thì về cái Supercat này đó thì anh em đã ghi nhận từ cái kinh nghiệm của nhà vườn, khi mà người ta ứng dụng thì người ta thấy hay, người ta chia sẻ lại thì chia sẻ đến anh chú mình thôi. Do đó là mình an tâm mình ứng dụng trong giai đoạn này thì nó cũng không có ảnh hưởng gì tới cái vườn của chúng ta hết. Và tiếp tục thì xin mời Phi Hùng sẽ tư vấn câu hỏi cuối cùng và có cái lời chúc gửi đến anh chú chúng ta trong chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn anh Hiếu. Thì đâu đó cái đoạn video này thì Vi Hùng thực hiện sau khi mà chuyến đi công tác về rồi, nên cái câu hỏi thứ 6 này thì Vi Hùng thấy bà con mình ở khu vực miền Đông Tây Nguyên rất là băn khoăn về vấn đề này đó. Thì câu hỏi số 6 có nội dung như sau: sầu riêng bị nước dọc ngay cuốn là bị gì, có làm rụng trái hay không? Thì đối với cái hiện tượng mà cái cuốn sầu riêng của mình đó bà con, là bị nứt một cái đường dọc theo cái đường cuốn của mình, hoặc là bà con có thể quan sát qua cái màn ảnh nhỏ. Thì đối với cái hiện tượng này, Phi Hùng cũng xin chia sẻ tới bà con mình một số cái nguyên nhân để bà con mình xem xét lại những cái thao tác trên vườn coi đã ứng với cái nguyên nhân nào. Thì lúc đó bà con mình sẽ đưa ra được một cái liệu trình phù hợp với vườn của mình. Thì nguyên nhân thứ nhất mà bà con mình hay truyền tai với nhau là về vấn đề canxi. Thật sự đúng về một phần bà con, tại vì trong cái quá trình phát triển của mọi loại cây trồng, đặc biệt như khi mà giai đoạn mang trái, thì cái canxi đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc là giúp những cái tế bào cứng chắc nè, và hỗ trợ là gì, mình gắn khích lại giữa các cái tế bào với nhau. Đặc biệt là bà con thấy cái vị trí của cuốn trái sầu riêng nó lớn lên rất là chậm. Nhiều bà con mình nói là cuốn tầm khoảng 35-40 ngày nhưng mà nó vẫn ở cái kích thước là cỡ ngón tay của Vi Hùng thôi, cũng ảnh hưởng tới cái việc mà lớn trái sầu riêng. Và cái canxi ở đây thì bà con phải hiểu giúp Vi Hùng là việc mình cung cấp canxi phải đồng nhất ở bên trên và ở bên dưới, tại vì bản chất của nguyên tố canxi là nó không di động, nên khi mà bà con mình tập trung quá dưới gốc hoặc là bà con mình tập trung quá bên trên mà không cân bằng giữa bên trên và bên dưới, nó cũng thiếu cái lượng canxi trong cây trồng. Thì nguyên nhân thứ nhất là nó bị thiếu hụt canxi. Nguyên nhân thứ hai có lẽ là bà con mình ở khu vực miền Đông, cụ thể là ngay chỗ một số khu vực mưa nhiều, thì thường thấy là về vấn đề nước. Tại vì một khi mà cây sầu riêng quá dư dả về lượng nước và cũng như là nó lấy nước liên tục thì xảy ra hai yếu tố. Thứ nhất là các tế bào của mình nó sẽ bị trương nước và giữa các cái liên kết tế bào bắt đầu nó lỏng lẻo. Yếu tố thứ hai là trong nước nó có những cái đạm tự do, mà bà con mình thấy là dư nước cộng với dư đạm là sẽ thúc đẩy quá trình cái
trái sầu riêng của mình lớn rất là mau. Nhiều bà con mình nói mưa một hai đám là trái sầu riêng lớn phà phà, thì đâu đó khi mà bà con mình thấy trái sầu riêng lớn phà phà là cơ chế nó đang lớn theo cái điều bất ổn, tại vì nó đang có một cái nguồn đạm tự do, nó đang có một cái nguồn nước tự do, thì lúc đó kết hợp với cái việc là những tế bào lỏng lẻo bà con mình sẽ thấy là cái cuống sầu riêng nó bị tức ra thành một cái đường theo chiều dọc. Và một cái yếu tố mà nếu bà con mình nào mà có kích thích trái sầu riêng lớn mau á, Phi Hùng dùng từ kích thích là muốn cho tốc độ phát triển của trái nó lớn mau để mình mau cắt và cũng như mau thu hoạch, thì bà con mình ứng dụng những cái chất kích thích sinh trưởng để cho nó phát triển. Và đặc biệt là khi mà bà con mình phun những chất kích thích sinh trưởng thì bà con thấy vị trí bà con phun là gì, trái sầu riêng và cũng như mặt dưới lá, mà bà con dùng những cái chất kích thích sinh trưởng mà nồng độ nó cao á, thì sẽ làm những cái tế bào của cái sầu riêng mình phát triển quá kích thước cũng như quá độ tuổi. Nhiều bà con mình thấy phun trái sầu riêng nằm khoảng 15 ngày mà sau khi 3 lần phun chất kích thích sinh trưởng, chụp hình mà Phi Hùng nói chợ trái này còn khoảng 45 ngày nhưng mà nó gì, nó bể gai xong nó bị tét cuống, cũng là một trong những cái yếu tố dẫn đến cái hiện tượng này. Và bên cạnh đó, một cái mà Phi Hùng thấy bà con mình hay truyền tai với nhau là về sinh lý của cây sầu riêng. Tại vì một số cái cuốn sầu riêng anh Hiếu là khi thụ phấn thụ tinh xong là hai trái sầu riêng nó chung một cái cuốn, và trong quá trình lớn lên thì nó sẽ có sự cạnh tranh dinh dưỡng xảy ra, và khi một trái rụng rồi thì còn để lại một cái cuốn dính vào nhau, lúc đó cái cuốn mà không còn trái nó bị thoái hóa và nó rụng dẫn đến một cái vết theo chiều dọc. Và cái việc này nó có ảnh hưởng tới rụng trái sầu riêng hay không, khi mà cái cuốn nó bị tổn thương, nếu bà con mình có ứng dụng những cái chế phẩm diệt nấm diệt khuẩn và bổ sung canxi phù hợp với những cái nguyên nhân trên thì nó vẫn phát triển bình thường, nó không có làm ảnh hưởng đến việc rụng trái sầu riêng. Và nhiều bà con mình ý những cái vết đó nó sẽ liền lại trong cái chu kỳ phát triển của trái. Có thể bà con mình thấy là cái vết nó là một cái đường chiều dọc trái tầm khoảng 30 ngày, nhưng mà đâu đó trái tầm khoảng 45-50 ngày thì cái vết đó nó sẽ liền lại và trái sầu riêng mình lớn bình thường. Nên khi mà gặp cái trường hợp này trên vườn, bà con mình bình tĩnh lại xem những cái nguyên nhân mà Phi Hùng chia sẻ tới bà con mình, coi vườn của mình nó đang ở trường hợp nào, lúc đó bà con mình sẽ có những cái phương án đưa ra phù hợp với vườn của mình. Và cuối lời thì Phi Hùng cũng xin chúc bà con mình một vụ sầu riêng thành công, và đặc biệt chúc bà con ở khu vực miền Đông Tây Nguyên nuôi trái khỏe, trái lớn và bán được giá cao, còn bà con ở khu vực miền Tây bước vào vụ nghịch sớm năm 2024, năm 2025 đầy thành công ạ. Rồi, cảm ơn Phi Hùng rất là nhiều. Bà con thân mến, như vậy là chúng ta đã trải qua 6 câu hỏi với rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến cái việc là trái sầu riêng của chúng ta nó chạy trái kém trong tiết nóng. Thì cuối lời Trọng Hiếu cũng có một số cái lưu ý nhắn gửi đến anh chú chúng ta trong giai đoạn này. Thì mặc dù là chúng ta thấy là cái điều kiện nắng nóng nó ảnh hưởng trực tiếp tới cái sự sinh trưởng và phát triển của cái trái, làm cho cái trái của chúng ta nó lớn chậm. Tuy nhiên thì khi mà thấy cái vườn của mình nó lớn chậm thì anh chú chúng ta nhót ruột, do đó là mình có những cái thao tác nhiều khi nó không đúng, nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới cái vườn của mình. Thứ nhất đó là anh chú chúng ta không được lạm dụng cái lượng đạm trong giai đoạn này. Thì một là lạm dụng đạm thì sẽ đi đọt. Thứ hai là lạm dụng đạm thì cái trái của chúng ta có xu hướng là nó sẽ bị bể gai, bị nứt cuống, giống như Phi Hùng chia sẻ hồi nãy. Do đó là chúng ta không lạm dụng cái lượng đạm quá nhiều. Thì cùng lắm là một số thời điểm nào đó chúng ta sẽ tác động những cái giải pháp đạm hơi cao chút xíu. Nhưng rồi chúng ta sẽ phải quay lại với cái công thức phân, đó chính là 3 số bằng nhau, thì nó sẽ an toàn cho cái trái của chúng ta trong xuyên suốt cái quá trình mà cây sầu riêng của mình mang trái. Cái thứ nhất, cái thứ hai là chúng ta không lạm dụng những chất kích thích sinh trưởng quá nhiều. Mình phải tác động đúng thời điểm. Nếu như anh chú chúng ta lạm dụng những cái chất như là GA3 mà mình phun cái liều cao thì sẽ làm cho cái trái của chúng ta nó bị giãn dài và có xu hướng là nó bị nứt gai luôn, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái trái của mình rất là nhiều. Và thêm một cái nữa, anh chú thân mến, thì mặc dù trong giai đoạn hiện tại là cao điểm mùa khô, tuy nhiên thì dự báo thời tiết mình thấy vẫn có những cái cơn mưa trái mùa và chúng ta cũng sắp hết mùa khô rồi. Do đó thì đâu đó nhiều khi cái thời tiết nó đến bất chợt thì mình không biết được. Do đó là mình phải có cái sự chuẩn bị trước. Thứ nhất là chúng ta phải tưới đủ cái lượng nước, và đâu đó nếu như anh chú chúng ta có thể thì mình sẽ tăng nhích nhẹ cái lượng nước chút xíu để làm chi? Để khi mà mưa xuống liền đó thì cái cây trồng của chúng ta nó đã quen nước rồi, thì khi đó nó sẽ hạn chế được cái tình trạng là nó bị sốc nước, nó gây rụng. Nếu như anh chú chúng ta giai đoạn này để cho cây quá khát, để cho cây quá thiếu nước, thì đến khi mà mưa xuống thì chắc chắn cái vườn của chúng ta đâu đó sẽ bị rụng. Thì đến khi đó thì coi như là mình cũng không có mong muốn, do đó là mình lưu ý kỹ về cái vấn đề này. Rồi tưới nước, nhắc hoài ha bà con ha, có nghĩa là mình tưới nước vào buổi sáng và không tưới vào sau 4 giờ chiều, 4 giờ rưỡi chiều, thì có nghĩa là buổi chiều nó sẽ rất là dễ bị rụng. Thì cuối lời một lần nữa, Trọng Hiếu cùng với Phi Hùng gửi lời chúc tốt đẹp đến anh chú chúng ta, chúc cho quý nhà vườn có một khoảng thời gian canh tác thật sự là thuận lợi, thật sự là vui vẻ, và mình đạt về một cái năng suất như mong muốn. Trọng Hiếu và Phi Hùng xin chào và hẹn gặp lại bà con ở chương trình kỳ tới nhé.